Tuổi trẻ sông Công tự hào truyền thống tiếp bước cha anh, đó là chủ đề chương trình giao lưu văn nghệ tọa đàm nói chuyện truyền thống được thành đoàn sông Công tổ chức tối 25 tháng 7 nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa phường Bách Quang với sự tham gia của các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu và gần 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn, trường Văn hóa 1, Cục Đào tạo Bộ Công an, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 209. Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa lịch sử 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, truyền thống cách mạng và tinh thần thi đua yêu nước của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Trong không khí gần gũi, ấm áp, nhiều câu chuyện thực tế về những gian khổ, hy sinh và những ký ức hào hùng trong những năm tháng kháng chiến đã được các vị khách mời chia sẻ chân thực xúc động. Nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại cũng nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, đề cao ý thức tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, công tác của mỗi đoàn viên thanh niên. Nhân dịp này, thành đoàn Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Sông Công, trường Văn hóa 1, Cục Đào tạo Bộ Công an đã trao tặng 22 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong và thương binh trên địa bàn. Trước đó, thành đoàn Sông Công cũng đã tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ của thành phố với sự tham gia của gần 200 đoàn viên thanh niên, trường Văn hóa 1, Cục Đào tạo Bộ Công an và các chiến sĩ Trung đoàn 209 đang làm công tác dân vận tại địa phương.